Theo bệnh viện Phổi Đà Nẵng dự kiến từ nay đến cuối tuần, toàn bộ bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở bệnh viện này sẽ được ra viện. Lãnh đạo bệnh viện Phổi cho biết, bệnh nhân 416 khả năng sẽ chuyển về bệnh viện Đà Nẵng để điều trị chống độc phổi và bệnh nền và từng bước khử khuẩn tất cả khoa phòng. Khoa phòng nào khử khuẩn xong rồi thì sẽ tiếp tục nhận bệnh. Tuy nhiên, bệnh viện Phổi vẫn nhận được sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố là tiếp tục thực hiện việc cách ly và điều trị COVID-19 nếu có bệnh nhân nào cách ly y tế thì sẽ thực hiện việc cách ly và nếu có trường hợp nào dương tính thì sẽ điều trị dương tính